dẫn dắt con nên con chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh rì Ngài cho con nằm nghỉ thư thái thanh thơi. Ngài đưa con đi tới sông nước trong lành, bồi bổ sức mạnh cho con. Chúa chính là một từ, là một từ chăm sóc con, nên con chẳng sợ chi, chẳng sợ chi. Là một từ chăm sóc con, nên con chẳng sợ chi, chẳng sợ chi, không thiếu gì. Chúa đã thương dọn tiệc chiêu đãi con, cao lương ở trước đối phương. Trên đỉnh đầu con còn thương, vì Ngài đã sức sâu thương. Ngài yêu thương nuôi dưỡng, gìn giữ an toàn, đầy tràn trên rượu hân hoan. Chúa chính là một từ, là một từ chăm sóc con, nên con chẳng sợ chi. Con chẳng mòn và mãi nồng son, lòng con luôn mong ước được sống lâu dài ở nhà Chúa trời hôm mai. Chúa chính là một từ, là một từ chăm sóc con, nên con chẳng sợ chi, chẳng sợ chi. Sạch được mắt sáng ngỡ ngàng. Chúa chính là ánh sáng đã đến chiếu soi trần gian. Hãy bước đi theo Ngài sẽ được ánh sáng tỏa lan. Chúa chính là ánh sáng đã đến chiếu soi gian trần. Lời Ngài là đèn soi bước đi.
chúng con không lo sợ gì, và lời Ngài tựa như ánh dương soi sáng đường người trong bốn phương. Nguyện cho con theo Ngài để đường đời vững bước không sai. Khi có gặp trông gai, nguyện một lòng tin Chúa an bài. Chúa chính là ánh sáng đã đến chiếu soi trần gian. Hãy bước đi theo Ngài sẽ được ánh sáng tỏa lan. Chúa chính là ánh sáng đã đến chiếu soi gian trần. Mọi người tin Chúa trên trời.